Xin chào các bạn, tôi là Hòa Âu từ Phong Cách 5.com. Great Aventures là nước hoa niche được nhiều người nhắc tới nhất. Giá của nước hoa này cũng khá là cao nên không phải ai cũng có cơ hội để thử nghiệm. Chính vì vậy tôi nghĩ một video review trung thực về nước hoa này là rất cần thiết cho các newbie. Sau khi Great Aventures ra mắt thì có rất nhiều hãng khác cũng cho ra mắt các nước hoa có mùi na ná gọi là các clone. Và trong video này tôi cũng sẽ đồng thời review và chấm điểm hai clone được xem là nổi bật nhất của Great Aventures, đó là Amap Club de Nuit Intense Man và Mont Blanc Explorer. Thành phần mùi hương của Great Aventures bao gồm hương đầu, cam bergamot, lá lý chua đen, trái táo, trái dứa, miền Nam gọi là trái thơm hay là miền Tây Nam Bộ còn gọi là trái khóm, hương giữa, dâu, gỗ bạch dương, hoắc hương, hoa nhài và hương cuối, xạ hương, rêu gỗ sồi, long dương hương và vani. Mặc dù thành phần mùi hương có rất nhiều loại trái cây, nhưng tôi không đồng ý với việc một số reviewer dùng từ sweet hay là ngọt ngào để mô tả về nước hoa này. Bởi vì từ đó làm cho người dùng rất là dễ nhầm lẫn với việc là nước hoa này ngọt ngào theo kiểu oriental, tức là ngọt kiểu vani và đậu tonka. Kiểu ngọt đó hoàn toàn không có trong nước hoa này. Sở dĩ tôi làm video này vì đa số các review về nước hoa này trên mạng mà tôi đã từng xem, tôi thấy các bạn reviewer đa số sử dụng các mỹ từ và có chút tầm bốc về nước hoa này. Các ý kiến của mỗi reviewer nhiều khi lại bị ảnh hưởng bởi các reviewer khác. Còn trong video này, tôi hy vọng sau khi xem xong, các bạn newbie sẽ hình dung ngay kiểu mùi của nước hoa này là như thế nào. Nước hoa này ngay sau khi xịt ra, các bạn đã cảm nhận được rất nhiều mùi gỗ bạch dương. Và đây cũng là mùi chủ đạo của Great Aventures từ đầu cho tới cuối. Ngoài ra các bạn còn cảm nhận thấy mùi trái cây, cụ thể là mùi trái dứa và một chút mùi khói. Tôi sẽ lần lượt mô tả cho các bạn một cách nôm na và dễ hiểu nhất về ba kiểu mùi hương vừa nêu ở trong nước hoa này. Thứ nhất đó là mùi gỗ bạch dương. Mùi gỗ bạch dương ở trong nước hoa này rất giống với mùi cỏ vetiver, tức là cỏ hương bài. Tôi xin dừng lại đây một chút để nói về nguyên liệu cỏ vetiver bởi vì nó có liên quan tới cả ba nước hoa mà chúng ta review hôm nay. Cỏ vetiver được trồng nhiều ở Ấn Độ và Haiti. Haiti là một quốc gia ở vùng biển Caribe, châu Mỹ. Vetiver Haiti thì có mùi nhẹ, thanh hơn và giống như mùi cỏ tươi. Trong khi đó, vetiver Ấn Độ thì có mùi sậm hơn, mang tính chất của mùi gỗ nhiều hơn. Mặc dù tất cả các loại vetiver đều được xếp vào nhóm nguyên liệu mùi gỗ. Tôi tạm gọi hai kiểu mùi vetiver đó là vetiver mùi cỏ và vetiver mùi gỗ. Mặc dù cái cách gọi này thì không chính xác lắm. Các nhà sáng chế nước hoa thường kết hợp vetiver mùi cỏ với các nguyên liệu tươi mát hơn để tạo ra nước hoa xuân hè. Và vetiver mùi gỗ thường được kết hợp với các nguyên liệu spicy, ấm áp hơn để tạo ra nước hoa thu đông. Và cái mùi gỗ bạch dương ở trong nước hoa này rất giống với mùi vetiver mùi cỏ. Và tới đây nếu như các bạn vẫn còn mơ hồ về mùi cỏ vetiver thì tôi tin chắc rằng các bạn rất quen thuộc với cái cây này. Cây này gọi là cây cỏ gấu hay còn gọi là cây củ gấu. Cây này nó mọc khắp nơi trên đất nước chúng ta và chỗ nào có đất tơi xốp thì nó đều mọc hết. Mùi gỗ bạch dương trong Great Aventures rất giống với mùi cỏ vetiver Haiti và cũng rất giống với mùi của cây cỏ gấu này. Và kiểu mùi thứ hai ở trong nước hoa này đó là mùi trái cây. Khi nói tới mùi trái cây ở trong nước hoa thì chúng ta đề cập tới hai thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất đó là mùi tươi mát của trái cây và thuộc tính thứ hai đó là mùi ngọt của trái cây. Ở trong nước hoa này các bạn cảm nhận khá là nhiều mùi trái dứa nhưng mà các bạn chỉ thấy cái mùi tươi mát của dứa thôi chứ các bạn không có ngửi thấy mùi ngọt. Các bạn hình dung giống như là một trái dứa mà chúng ta rút mất chất ngọt đi á. Thì mùi trái cây trong nước hoa này là như thế. Và kiểu mùi thứ ba đó là mùi khói ở trong nước hoa này. Thực ra mùi khói trong nước hoa này chỉ có một chút thôi các bạn ạ. Nó rất là ít so với các nước hoa mùi khói, có nhiều mùi khói mà tôi đã từng thử. Có dịp tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Tôi đã thử rất là nhiều chai Great Aventures khác nhau ở các cái lô hàng khác nhau, nhưng mà tôi cũng chỉ cảm nhận có một chút mùi khói thôi. Nói tóm lại, mùi của nước hoa này, nói một cách nôm na dễ hiểu là như thế này. Có khoảng 50-60% là mùi giống như mùi cỏ gấu, cộng tới khoảng 30% của mùi trái dứa nhưng mà không ngọt, không ngọt vì lấy hết chất ngọt, và một chút chút mùi khói. Và bây giờ chúng ta nói về Club de Nuit Intense Man. Theo tôi thì hai nước hoa này có mùi rất giống nhau.
Ngoại trừ sự khác nhau đó là khi vừa mới xịt thì nước hoa này tỏa mùi khá tốt và cái mùi của nó hơi có chút nồng nồng hắc hắc, nó hơi over một chút, làm cho người dùng có thể hơi hơi khó chịu trong khoảng 15 phút đầu. Nhưng sau 15 phút thì hai mùi nước hoa này theo tôi đánh giá thì giống nhau tới 80%, và cái sự giống nhau đó nó kéo dài rất nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Nếu như đây không phải là sản phẩm của hãng Amap, một hãng không mấy tên tuổi ở Dubai, mà là sản phẩm của một nhà niche khác, hoặc là chỉ cần là một sản phẩm của một nhà designer có tiếng, ví dụ như là Chanel hoặc là Yves Saint Laurent, vân vân. Và nếu như chai nước hoa này không phải là sản xuất năm 2015 mà là sản xuất trước Great Aventus, tức là sản xuất trước năm 2010, thì chưa chắc bạn nào đã nổi tiếng hơn bạn nào đâu. Nhưng rất tiếc, bạn này là của Amap và sản xuất 2015 nên luôn luôn được xem là clone của Creed Aventus. Và khi chấm điểm về mùi hương thì nếu như tôi cho bạn này 8 điểm thì Creed Aventus sẽ được 8,5 điểm. Lý do là Creed Aventus mùi thú vị hơn và tinh tế hơn. Thú vị vì có chút mùi khói và mùi trái cây. Những bạn yêu thích có thể cho Creed Aventus 10 điểm, nhưng với cá nhân tôi thì đây là một nước hoa tôi rất thích, nhưng mà không phải là một nước hoa tôi rất yêu. Còn về tính độc đáo thì Creed Aventus chắc chắn đạt 9 điểm. Creed Aventus là có thể nói là nước hoa đầu tiên tạo nên một cái kiểu mùi như thế này. Còn bạn này dẫu sao vẫn là clone, và cái tính độc đáo của bạn này tôi chỉ cho bạn này 7 điểm. Còn với Montblanc Explorer thì sao? Nếu như các bạn lần đầu sử dụng nước hoa này và các bạn chưa có đủ thời gian để trải nghiệm thì các bạn nói hai nước hoa này rất giống nhau. Nhưng với tôi thì tôi cảm nhận rất nhiều mùi cỏ vetiver ở trong nước hoa này, và cái mùi của nó khá là giống với Creed Aventus, nhưng chỉ giống trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi xịt thôi. Sự giống nhau có thể 60 tới 70%. Còn một tiếng đồng hồ sau á thì cái chai nước hoa này, cái mùi của nước hoa này phai đi rất là nhanh. Mặc dù nước hoa này là loại eau de parfum, nhưng mà theo tôi thì độ tỏa mùi và độ bám mùi khá là kém. Và sau một tiếng thì nó trở thành một cái mùi skin scent và nó không còn giống Creed Aventus nữa. Nếu mà chấm điểm về mùi hương thì tôi chỉ cho Montblanc Explorer 7,5 điểm và 7 điểm trừ về tính độc đáo. Còn bây giờ chúng ta nói về các tiêu chí khác: độ bền mùi, độ tỏa mùi, tính đa dụng và về giá. Trước hết là hai bạn này. Nếu như chúng ta xịt Creed Aventus vào tay trái và Club de Nude Intense Men vào tay phải, và chúng ta đặt như thế này á, thì chúng ta hầu như cảm nhận cái mùi hương từ bên tay phải nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là Club de Nude Intense Men tỏa mùi tốt hơn so với Creed Aventus. Về độ tỏa mùi, tôi cho bạn này 8,5 điểm và Creed Aventus chỉ được 7 điểm, trong khi Montblanc Explorer chỉ được 6 điểm trừ. Về độ bền mùi thì bạn này xứng đáng được 8 điểm hoặc hơn. Bạn này chỉ đạt 7 điểm rưỡi và bạn này chỉ đạt 6 điểm. Về tính đa dụng thì chúng ta sẽ xét tới hai yếu tố. Thứ nhất là môi trường sử dụng và mùa khí hậu mà chúng ta sử dụng. Theo tôi thì ba nước hoa này đều phù hợp cho môi trường văn phòng. Ngoài ra thì hai bạn này, theo tôi thì các bạn có thể sử dụng ở ngoài trời. Đặc biệt là với bạn này, khi sử dụng nước hoa này thì tôi luôn có cảm giác như là đang đi dã ngoại ở đâu đó dưới các cánh rừng Bạch Dương ở bên nước Nga. Và tôi nghĩ nước hoa này cũng sẽ phù hợp cho những buổi dã ngoại mùa xuân, và anh chàng này cũng vậy. Về mùa khí hậu sử dụng thì tôi nghĩ tất cả ba nước hoa này phù hợp nhất được sử dụng vào mùa xuân và có thể sử dụng ở tất cả mọi mùa trong năm. Mặc dù Creed Aventus và Montblanc Explorer theo tôi thì mùi của nó quá nhẹ để các bạn có thể sử dụng tốt vào mùa đông, nhưng mà xuân hè thu sử dụng rất tốt, rất ổn. Còn bạn này có thể sử dụng vào mùa đông. Do đó về tính đa dụng thì tôi chấm điểm ba bạn này bằng nhau và mỗi bạn được 8 điểm. Còn về giá thì giá của bạn này khá là cao, và giá càng cao thì tôi cho điểm càng thấp. Bạn này tôi chỉ cho 5 điểm, bạn này 7 điểm trừ và bạn này giá khá ổn, giá khá là dễ chịu. Tôi cho 8,5 điểm. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Các bạn hãy ủng hộ bằng cách bấm like, share và subscribe.
Sau đây là phần chấm điểm của Bát Đất Hoa. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mùi hương là tiêu chí quan trọng nhất và tôi cho hệ số 3. Các tiêu chí còn lại hệ số 1. Tổng điểm của Great Aventus là 62 điểm chia cho tổng hệ số là 8. Điểm trung bình là 7,8 điểm. Trong khi đó, Amap Club, The Nude Intense 8 điểm và Mont Blanc Explorer điểm trung bình là 7,1 điểm.